Sư phụ, 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 người không sao chứ? Sư phụ, sư phụ, người không sao chứ? Người không sao chứ? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, vãng bát, tên khốn nạn, sư phụ, sư phụ. Báo cáo, bên ngoài phát hiện đội du kích Tân Tú Quân. Gần đây có tiếng súng kịch liệt, hướng phủ đại tá xảy ra chuyện lớn. Đi. Chắc chắn lại là đội du kích nhóm Tân Tú Quân. Liệu có tới gây phiền phức cho chúng ta không? Đi, quay về xem xem. Đi. Sư phụ, chúng ta đi. Chúng ta đi sư phụ. Từ từ thôi. Nhà sư phụ, người không sao chứ? Không sao. Không sao. Đội trưởng Nhiếp, các cậu không thể ở lại. Người Nhật đang tìm các cậu khắp nơi. Nơi này quá nguy hiểm. Đội trưởng, tôi đi cùng nhạc sư phụ. Mau chóng đưa nhạc sư phụ về chữa thương. Đi mau. Cẩn thận, tôi biết rồi. Đi, được, đi. Đại sư huynh, Chu đại phu đã đến. Chu đại phu, mau, sư phụ tôi bị thương. Được. Chu huynh, lâu lắm không gặp. Anh nói ít thôi. Nào. Nhà sư phụ, mặc dù là nội thương, nhưng mà không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi là sẽ hồi phục. Mọi người không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Chu huynh, dạo này thế nào? Anh khỏe thì tôi cũng khỏe. Vậy tôi có bệnh thì anh cũng có bệnh à? Nếu anh có bệnh thì tôi chữa cho anh. Bệnh của anh khỏi rồi thì tôi cũng không sao. Chữa khỏi bệnh của tôi. Hai người họ quen nhau à? Họ là bằng hữu mười mấy năm nay. Có thời gian thì ghé đây chơi. Được. Mọi người ra ngoài hết đi. Để sư phụ nghỉ ngơi. Được rồi, ra ngoài. Chu đại phu, làm phiền ông rồi. Không phiền, không phiền. Vất vả rồi. Đám đệ tử của anh thật là tốt. Anh Trương à, tôi muốn ở lại đây dài hơn. Chờ nhà sư phụ khỏe rồi tôi mới đi. Không biết có tiện không? Lục huynh đệ, anh muốn ở đây bao lâu thì cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không làm lỡ chuyện của anh là được. Nhà sư phụ vì hành động của chúng tôi mà trọng thương. Không nhìn thấy ông ấy khỏe mạnh hoàn toàn, tôi không thể an tâm mà đi. Cảm ơn sự quan tâm của Lục huynh đệ. Bây giờ tôi đi gọi người chuẩn bị phòng cho anh. Cảm ơn. Báo cáo đại tá, phía sau phủ đại tá chịu đòn tấn công của bom mìn, chết hai người, không phát hiện kẻ phá hoại. Báo cáo đại tá, đội du kích thật sự quá gian xảo, bọn chúng vừa hở ra là đã chạy đi mất. Là ý gì? Không bắt được à? Dạ phải, chúng tôi đã phát hiện bọn chúng, nhưng mà lại để bọn chúng chạy mất. Thật sự quá kỳ lạ. Sau khi chúng ta tới hiện trường thì tiếng súng đã dừng. Chúng ta vừa rời đi, tiếng súng lại vang lên. Hình như đang trêu đùa chúng ta. Chúng tôi đã điều tra Khang Thành lúc đó, những nơi khác không có xuất hiện tình hình bất thường. Bên này là tiếng bom mìn, bên kia là tiếng súng. Bọn chúng vừa xuất hiện đã biến mất. Thật sự khó hiểu. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Mục đích của bọn chúng rất đơn giản. Là vì nhà Hạo Long. Trúng kế điều hổ ly sơn của bọn chúng.
Nói như vậy thì đội du kích và nhạc Hạo Long chắc chắn có liên quan. Không đâu, Trung tá, cô đừng hiểu nhầm. Sư phụ tôi không có liên quan gì tới Tần Tứ Quân. Chuyện này tôi biết rất rõ. Ông giải thích cũng chẳng có tác dụng. Bắt buộc phải bắt nhạc Hạo Long về đây thẩm tra. Thiếu tá, chúng ta bắt buộc phải làm vậy à? Nhạc Hạo Long bây giờ đã trọng thương. Nếu như bắt ông ta về, ngộ nhỡ là hiểu lầm thì sai lại càng thêm sai. Chúng ta không phải càng bị động mà. Khốn kiếp, dám kháng lệnh à? Dừng tay. Đội trưởng Cao nói rất đúng, bắt về cũng chẳng thể thẩm tra được gì. Ông ta là một tên cứng đầu, cực hình đối với ông ta không có tác dụng. Nghĩ cách khác đi. Đội trưởng Cao, vất vả rồi, dẫn quân của ông đi nghỉ ngơi đi. Đa tạ đại tá. Chuyện này không thể tin tưởng Cao Tường. Dù sao hắn cũng là đệ tử của nhà Hạo Long. Chúng ta có cần phái người giám sát nhà Hạo Long không? Chắc chắn là cần. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nghĩ cách khác tốt hơn. Vừa giám sát lại vừa có thể đối phó đội du kích. Là cách gì? Bây giờ Nhạc Hạo Long đang bị thương. Mấy cậu là... Ông chính là Chu Đại Phu. Phải, là tôi. Trưởng quan Yoshida muốn gặp ông. Trưởng quan Yoshida, tôi không quen. Mời theo chúng tôi. Chuyện này... Đi. Đi. Thôi được. Tôi đi. Đi. Mau lên. Cha, mẹ. Con trai. Mấy người muốn làm gì? Tại sao lại bắt người nhà của tôi? Chu Đại Phu, cậu xem y thuật của cậu cao minh cách mấy, đến nhạc sư phụ cũng tin tưởng cậu như vậy. Chúng tôi chỉ muốn hỏi nhạc sư phụ hiện tại vết thương thế nào rồi. Ông ấy không có gì đáng ngại, dăm ba bữa là không sao. Thế sao? Chu Đại Phu, chúng tôi hy vọng ông ta có chuyện. Vậy mấy người muốn sao chứ? Chuyện này không liên quan tới bọn họ. Thả bọn họ ra đi. Cha, Đây là thuốc gì? Sao lại có mùi của nhà phiến? Thuốc gì cậu không cần hỏi. Đây là sản phẩm mới của tôi. Cậu chỉ cần liên tiếp 7 ngày bỏ một chút vào trong thuốc của nhạc sư phụ. Ông làm như vậy không phải là muốn tôi hạ độc vào trong thuốc của nhà sư phụ à? Ông yên tâm đi, không chết người được đâu. Không được, giao tình của tôi và nhà sư phụ đã mười mấy năm, chuyện này tôi không thể làm được. Ông không đồng ý à? Chẳng lẽ ông không lo cho sự an nguy của người nhà mình sao? Cậu muốn làm gì? Muốn làm gì? Con trai, con không thể đồng ý với bọn chúng. Đánh ra, chúng ta không thể làm chuyện sai đạo đức, sẽ gặp báo ứng. Con trai, không được. Cha, ông ơi. Cha. Cha, ông ơi. Chu Đại Phu, hà tất phải khổ sở như vậy? Nghĩ cho người nhà của mình đi. Đồng ý đi. Lần cuối cùng, có chịu hợp tác không? Tôi không làm.
tôi không làm. Đừng, đừng giết con trai tôi. Con trai, đừng giết con trai tôi. Ông mau đồng ý đi. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Cha. Nhạc sư phụ, nếu không phải tên Kuroki kia lập kế, ông cũng không bị trọng thương như vậy. Nói thật, võ công của tên đại tá Kuroki đó không thể coi thường. Nếu cứ tiếp tục đánh, tôi cũng không nắm chắc phần thắng. Sau này, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Hữu Di à, võ công của cậu nền tảng rất tốt, chỉ là hơi bồng bột. Phải nhớ, tinh túy võ thuật Trung Hoa chúng ta nằm ở trong tỉnh ngoài động, trong động mà có tỉnh, trong mềm có cứng, trong nhu có cương. Võ học của chúng ta nhất định phải học được chữ nhẫn, nhất định phải bình lặng như nước. Có biết không? Cảm tạ nhà sư phụ chỉ điểm. Sư phụ, Hữu Di vô cùng biết ơn. Sư phụ, Chu đại phu đã đến. Chu huynh, tôi chờ anh cả ngày. Tôi còn nghĩ sao Chu huynh vẫn còn chưa tới. Nào, Chu đại phu, ngồi. Trong y quán có chút chuyện, muộn quá. Hai hôm nay anh cảm thấy sao rồi? Rất tốt, rất tốt. Uống thuốc của anh, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Đơn thuốc của anh Chu đúng là hiệu quả. Nào, để tôi bắt mạch cho anh. Mạch tượng đã bình ổn rất nhiều, không có gì đáng ngại. Như vậy đi, trong này tôi có một số thuốc. Số thuốc này có tác dụng điều chế nội thương. Cậu sắc một gói một ngày, cho sư phụ uống liên tục trong 7 ngày. Được rồi, tôi đã hiểu. Đức Hải, sắc thuốc cẩn thận. Tôi đi trước. Đã đi rồi à? Chu đại phu. Đức Hải, có phải Chu đại phu có chuyện gì không? Sao lại đi vội như vậy? Chắc là thực sự có chuyện.